Hôm nay trời tuyết từ sáng đến tối luôn nè. Đường ghê tí mòn. Tuyết người ta vẫn chưa có kịp kịp ủi á. Nên giờ lái xe chậm chậm. Trời tuyết như vậy mà hai vợ chồng mình vẫn quyết định đi ăn burrito. Tại hôm nay là thứ hai, thì thứ hai nó có giảm giá nửa giá. What? Này, trên đường đi xe đó. Cái xe đó nó chạy về kia. Mới nãy khó ra. Ghê quá. Mấy trời này nên mình nên ở nhà. Mặc dù ở đây tới 12 năm rồi mà đi cái này vẫn còn sợ. Thiệt. Đã tới nơi rồi đây. Ta-da. Đậu xe giờ rồi vô ăn. Biết nhiều như vậy. Hi hi. Hôm nay chỉ có vài xe thôi à, tại tuyết đông quá mà, tuyết nhiều quá mà. Bây giờ mình vô đây ngồi á, người ta sẽ đưa cho mình cái menu xong rồi cái người mà phục vụ á, người ta sẽ tới đưa cho, hỏi là mình uống cái gì. Xong mình nói, trước khi, cái chỗ đặc biệt cái chỗ này nè, trước khi người ta hỏi mình uống cái gì, người ta bưng cho mình một cái vỗ chips như vậy nè. Rồi cái này gọi là cái salsa. Hai người hai cái này ở đây nó tự làm luôn hay sao á, nó chiên, cái này chắc nó chiên cũng hơi lâu rồi nên nguội nhưng mà thấy vẫn còn giòn lắm á. Rồi người ta sẽ lấy, người ta hỏi mình uống nước gì rồi người ta sẽ đem nước ra. Ngon không? Ngon, ngon lắm. Ngon quá hả? Cái này cà chua. Ngon lắm. Cái này free, người ta không có tính tiền. Ăn hết xong rồi mình muốn thêm, người ta nói rằng người ta sẽ đem ra thêm. Cái này cũng vậy, không có tính thêm tiền. Ăn nhiều lúc ăn cái này xong no luôn. Đây là trong khuôn viên của quán nè. Đây là của mẹ. Đoàn của mẹ này có của Mexico á. Là nên trang trí trong này cũng theo phong cách đó. Đây người ta đã đem nước ra rồi. Mới đem nước ra thôi đã hỏi là có muốn thêm cái này không, để đem ra thêm rồi ăn rồi đợi người ta nấu cái món mà mình gọi á. Tốt dễ sợ. Phục vụ ở đây rất là tốt. Năm năm rồi. Ok. Ok. You can dig in. Có rau, có cái sour cream và cái kem chua. Derek không có ăn được cái bột mì nên Derek phải ăn cái bột của bắp, bột bắp. Ông sẽ đổ cái này lên, lúc trước mình không có biết ăn thấy dở nhiều, đổ cái này lên thật sự là nó thay đổi hoàn toàn đó. Ngon. Này Derek thì hay thích ăn là lấy cái chip đó xúc cái đồ, cái burrito cắt ra thế nên nó cheesy. Rất là giòn luôn. Đây là của mình. Cái phần này là bình thường. Bột bình thường thì nó sẽ có cái cheese nè. Nó rất là, nó gọi là cheesy. Kéo rất là dài. Yeah. Còn cái cắt nó ra. Coi trong đây có gì. Đó, trong này thì có thịt heo xay, rồi có cà chua, có rau, chỉ vậy thôi. Mà ngon lắm đó nha. Thì mình sẽ ăn chips với lại xúc cái này. Ăn thử.
cái chipsy giòn giòn, và cái sò xào này nó chua chua mặn mặn, ngon lắm. Thank you. That was embarrassing. What? Khi mình vô người ta sẽ dẫn mình tới bàn, xong rồi sẽ hỏi mấy người dẫn tới bàn ngồi đó, xong hỏi mình muốn cái gì. Trong thời gian người ta mình nói mình muốn cái gì, xong người ta sẽ đi lấy rồi để cho mình cái thời gian để mình coi cái menu mình chọn cái món gì á. Thì đó người ta sẽ đem nước ra rồi lúc đó mình nói mình muốn ăn cái gì, hoặc là mình có thể kêu người ta là cho vài phút nữa để chọn. Xong lúc mà người ta bưng đồ ăn ra, người ta kêu là chúc ngon miệng rồi gì đó, xong người ta sẽ đi. Một hồi sau cỡ mấy phút, 5 phút rồi gì đó, người ta sẽ quay lại hỏi là ăn như thế nào rồi. Còn mới nãy ông quay lại làm hết hồn không? Không, không có sao. Vậy were you embarrassed? No? No, I just don't think you picked the right time to do stuff like that.
hôm nay sẽ ăn tiếp đây. Cảm ơn con. Xin chào, bye bye. Đi vô ăn có chút xíu mà tuyết nó phủ rồi giờ. Derek phải phủi cái lắm. Phủi tuyết lên cái kính để thấy đường đi á. Lạnh. Anh thở. Con ong chăm chỉ. Cái này ăn xong tổng cộng là chỉ có 14 đồng mấy thôi cho hai đứa, là hai cây bưởi rượu rồi một cái nước cam, đó là nước chanh, nước chanh và nó bự quá chị ăn được một nửa à, tại vì người ta cũng cho cái chips nhiều á, nên là cái chips không tồi cũng đủ no, chị ăn nổi có cái nên chị ăn có nửa cái thì nhưng mà ngon lắm luôn, còn phục vụ là quá là tốt luôn, cái người đó tốt dễ sợ. Bye bye, xin cảm ơn đã coi video của mình.